Okay, hold my hand. Okay, hôm nay trời mưa đó các bạn. Mình đi dạo qua bà xã trong mưa cho nó romantic các bạn. Romantic. They're not romantic when it rains. There's a ball. Well, it's okay. Walking on the street and talk to themselves. Yes. And all the people saw them thinking mentally retarded. But now they, yes, now saw the people not talking to themselves. Like we are, yeah, hold the camera or the phone and we don't talk with ourselves. The corner mental retarded. Change now. So that's the way that people are yap with the phone or the camera or record themselves, selfie. Yeah. They're called mental retarded. Yes. Now we're not, but now, camera. Now different. Sorry, talk to yourself. Now people have technology. 4K, 6K, 8K. There. When I first came to Canada, some guy, 8 people, was by Canada, the boat sunk. Talk with himself, have nightmare. And he talk himself. People walk by. Look at this guy, talk himself. Told me mental retarded. That's true, he mental retarded. It was. Guy are very bad. Only when he escaped, they're bad. Not the guy to phone now. He's safe, he's safe. Now, you hold the camera or the phone, you don't talk yourself. They told you mental retarded. Yes. Thế các bạn ngày xưa ai mà đi ngoài đường cầm máy chụp hình á mà nói giống như là có bạn vô hình vậy á, thì người ta nói rằng các bạn nói rằng là mình bị tâm thần, nhưng bây giờ lại khác, mình cầm máy mình đi mà mình không nói gì á là người ta nói là mình bị tâm thần đó.
nó kỳ lạ như vậy đó. Lúc xưa xưa đó, mình cũng biết một người, nghĩa cái anh này anh đi vượt biên á, anh đi vượt biên thì là bị tụi Thái Lan cướp hay tụi Tàu.